Video do Reuters đăng tải cho thấy lực lượng cảnh sát đã phong tỏa một tuyến đường và xe cứu thương được điều động đến gần hiện trường. Theo trang China UA, ít nhất 5 xe cứu thương và một số phương tiện chữa cháy đã được triển khai. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan quân sự thành phố Kiev xác nhận vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 5 tháng 7, tức 21 giờ 20 phút cùng ngày theo giờ Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ tại tòa án quận Shevchenkivki ở khu vực trung tâm thủ đô của Ukraine. Theo thông tin sơ bộ, một người đàn ông được đưa đến phiên tòa đã kích hoạt thiết bị nổ trong nhà vệ sinh của tòa án. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Iho Klimenko thông báo một sự kiện bất thường đã xảy ra tại tòa án Shevchenkivki của thành phố Kiev. Cảnh sát đã nhận được trình báo về vụ nổ. Các thông tin đang được làm rõ. Hãy bình tĩnh và tránh xa hiện trường. Một số nguồn tin cho hay đã xảy ra hai vụ nổ tại tòa án này. Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Iho Klimenko cho biết thủ phạm đã thiệt mạng tại hiện trường. Theo thông tin sơ bộ, anh ta đã đánh bom tự sát. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết thủ phạm được xác định là Gumen Niuk, cố thủ trong nhà vệ sinh của tòa án cùng với hai nhân viên bảo vệ. Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, hai cảnh sát đã bị thương khi tiếp cận hiện trường vụ nổ, song không nguy hiểm đến tính mạng.